kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày trong phần nhật ký 141. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng nay, đội 3 Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp cùng đội 5 Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ hơn 1 tấn bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Dù trên bao bì các sản phẩm đều dán nhãn mác của Thái Lan, Hàn Quốc, thế nhưng theo người vận chuyển, số bánh kẹo này lại có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Các sản phẩm đa dạng từ kẹo bi, kẹo ốc quế, kẹo gôm cho đến kẹo cao su. Đây đều là những mặt hàng đang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt là trẻ em. Với tổng giá trị gần 30 triệu đồng, số hàng này được các đối tượng nhập từ Lạng Sơn, sau đó vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ tại khu vực phố Hàng Buồm. Hiện tại, cơ quan chức năng đã niêm phong số bánh kẹo này, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá thành công một đường dây lưu hành tiền giả và cướp giật tài sản, bắt giữ các đối tượng liên quan. Các đối tượng trong đường dây gồm Triệu Đình Lợi 31 tuổi, Dương Quốc Sơn 28 tuổi và Trịnh Thế Nam 25 tuổi, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội. Thủ đoạn của các đối tượng là lên mạng xã hội tìm mua điện thoại rồi yêu cầu giao hàng tới các địa điểm vắng vẻ trời tối để dùng tiền Việt Nam giả giao dịch. Nếu người nào phát hiện tiền giả thì đối tượng sẽ cướp giật tài sản rồi bỏ chạy. Sau thời gian tích cực điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã làm rõ các đối tượng và hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Hồng Lý, 35 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan công an, từ đầu năm 2018, Lê Thị Hồng Lý mặc dù không có chức năng nhiệm vụ đưa người lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc, nhưng Lý đã làm hồ sơ hứa hẹn đưa người sang Hàn Quốc làm việc trong vòng 4 năm. Mức giá Lê Thị Hồng Lý đưa ra là 13.500 đô la Mỹ, tương đương 310 triệu đồng, đóng làm 3 lần. Với thủ đoạn này, Lý đã lừa được 3 nạn nhân và chiếm đoạt hơn 380 triệu đồng. Sau khi nhận được đơn trình báo của các nạn nhân, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành điều tra và bắt giữ đối tượng Lê Thị Hồng Lý. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Với đặc điểm là chợ vải đầu mối chuyên cung cấp quần áo, vải vóc và phụ kiện ngành may cho nhiều tỉnh thành phía Bắc, công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại chợ vải Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm được đặt lên hàng đầu. Hệ thống phòng cháy chữa cháy gồm hệ thống báo khói và chữa cháy tự động, hệ thống họng chứa nước chữa cháy và đặc biệt là công tác tập huấn cho các tiểu thương luôn được quan tâm chú trọng. Ghi nhận của phóng viên Camera 141. Hiện chợ vải Ninh Hiệp có hơn 1.000 hộ đang kinh doanh. Đó là chưa kể tới khoảng 600 đến 700 hộ kinh doanh khác có quầy bán tại nhà sát ngay khu vực chợ. Hàng ngày có hàng nghìn lượt khách tới đây mua bán, vì thế nếu có sự cố xảy ra thì rất khó kiểm soát. Nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại chợ, Công an huyện Gia Lâm đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với ban quản lý chợ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ phòng cháy chữa cháy cơ sở và các tiểu thương những kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Qua cái kiểm tra thì chúng tôi cũng hướng dẫn ban quản lý chợ các cái biện pháp phòng cháy, rồi loại trừ các nguyên nhân xảy ra cháy nổ. Và qua kiểm tra này, chúng tôi có đánh giá là cái chợ này thì cũng nhiều các cái điều kiện phòng cháy cũng chưa đảm bảo. Ví dụ như là về cái điều kiện ngăn cháy lan, rồi cái bố trí mặt bằng, rồi là về cái giao thông phục vụ chữa cháy, rồi lối ra thoát nạn, lối đi chính, rồi lối đi giữa các gian hàng. Công tác phòng cháy tại chợ thì cơ sở cũng đã thực hiện như là việc thành lập đội phòng cháy cơ sở, rồi là tổ chức tập huấn, rồi cấp giấy huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, rồi là cũng kiểm tra bảo dưỡng các phương tiện. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Hợp tác xã Ninh Hiệp thường xuyên tổ chức huấn luyện và hội thao với các tình huống giả định cho lực lượng chữa cháy tại chỗ. Công tác phòng cháy chữa cháy được Ban Quản lý chợ tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hộ tiểu thương chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, sử dụng điện, nguồn nhiệt, sắp xếp vải vóc, hàng hóa trong ô, quầy, nơi bán hàng, vận động mỗi hộ trong mỗi ô, quầy bán hàng có ít nhất một bình cứu hỏa. Đối với công tác quản lý chợ lành, trong công tác phòng cháy chữa cháy thì thường xuyên ban quản lý hợp tác xã đã chỉ đạo đội quản lý chợ là phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy số 11 và lực lượng phòng cháy chữa cháy của huyện Gia Lâm để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cũng thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện về nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy và tuyên truyền đến các hộ kinh doanh cũng như khách đến thập phương đến mua bán tại chợ đảm bảo công tác an toàn phòng chống cháy nổ và cũng như thường xuyên mua sắm bổ sung trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và bảo dưỡng trang thiết bị phòng cháy nhằm đảm bảo là vận hành tốt các cái công thiết bị phòng cháy chữa cháy. Trong năm qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực quản lý của chợ cũng được chú trọng.
Ban quản lý chợ đã giải quyết kịp thời nhiều vụ việc tranh chấp chỗ ngồi, tranh chấp mua bán và trao đổi hàng hóa. Ca trực làm việc 24/24 giờ trong ngày, đảm bảo công tác an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy để các hộ tiểu thương yên tâm kinh doanh và buôn bán ổn định. Tới đây thì bản tin 141 ngày hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.